hội. Xin chào, mình tên là Du Xem Văn Việt. Mình là chương trình, một thành viên của nhóm phim đó diện tại làng cả. Mình tên là Hero Trần Văn Nguyên. Mình tên là Du Xe Vũ Hải Anh, hiện tại mình đang sinh hoạt ở nhóm sinh viên cô giáo phát diện tại công nghiệp. Mình tên là Vũ Kim Tuấn. Em tên là Nguyễn Thị Hoạt. Em tên là Phạm Thu Trang. Trách của nhóm sinh viên công giáo phát diện là cha Doan Bautista. A few moments later. Dương Hoài Đức. Cha Doan Bautista, Dương Hoài Đức. Chắc là chính là cha quản niệm sư của nào chúng tôi. Cha Doan Bautista, Dương Hoài Đức. Là cha Bautista, Dương Hoài Đức. Doan Bautista, Dương Hoài Đức. Doan Bautista, Dương Hoài Đức. Dạ là later. Two hours later. Là Trần Đức ạ. Đích Bình Phúc là anh Đức Bình. Còn em không biết tên đầy đủ của anh. Là anh Nguyễn Đức Bình. Là anh Josia Nguyễn Đức Bình. Là anh Khải. Thánh quan thầy của nhóm sinh viên công giáo phát diện là thánh nữ Teresa Avila. Teresa Avila. Teresa. Theo như tôi được biết thì sẽ diễn ra vào ngày 28 và 29 tại giáo xứ Cách Tâm. Nhà thờ giáo xứ Cách Tâm. Đại sứ Trang Phúc ạ. Như các bạn đã biết thì đấy truyền thống của nhóm sinh viên văn diện. Lần này chúng ta sẽ được tổ chức tại giáo xứ Cách Tâm. Hôm nay câu chủ đề là đừng sợ vì ta ở với con. Đừng sợ vì ta ở với con. Đừng sợ ta ở với ngươi. Nếu được có ý tưởng thì em muốn để chương trình có thêm một số tiết mục về kịch nói về cuộc đời của thánh Teresa. Chương trình giao lưu giữa các nhóm về phần trò chơi nhiều hơn. Thêm là cần những mà trò chơi thì nó năng động thêm tí nữa. Đó là điều mà của cá nhân mình có một sự rất nhiều người cũng ấp ủ, đó là một giải bóng đá nam cho toàn bộ sinh viên công giáo phát diện, và năm nay mình chưa có thì giới hạn sẽ năm sau thì cũng là đá nam. Và nó truyền thống sẽ là đá trận chung kết. Ngoài thể thao thì chúng ta có thể thêm những các hoạt động thi đua giữa các nhóm như về giáo lý, chuyển thành dạng vẽ báo tường chẳng hạn, như các em học sinh cấp 3 cũng làm ý tưởng rất hay và về sau sẽ được triển khai vào năm tiếp theo. Ban truyền thông đưa cái video này phát triển quảng bá nhiều. Truyền thống sắp tới này thì tôi trông đợi nhất là về phần sinh hoạt và các phần giao lưu của các nhóm. Này thì mình rất mong có thể thêm trưởng thành, thêm đức tin. Quan trọng nhất là thêm đức tin khi chúng ta về với nhóm truyền thống, chúng ta sẽ được mừng thánh quan thầy, sẽ được thánh quan thầy với một mạng quan phòng che chở rất nhiều. Ngoài ra thì chúng ta có thể giao lưu và quen biết được rất nhiều các bạn sinh viên từ các nhóm khác, kể cả ngoài phát diện và trong phát diện. Sau lễ truyền thống lần thứ 11 thì mong mình sẽ giao lưu được với nhiều bạn bè hơn, và đặc biệt là tất cả các bạn nữ. Mọi người sẽ gắn kết với nhau hơn. Sau sẽ có lần lễ gắn kết nhau. Sẽ có lần lễ truyền thống lần thứ 12.